Nguyễn Thị Quận, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Quận sinh năm 1946, cư ngụ tại ấp Tân Hiệp A, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tư, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Tại. Bà có ba anh em và đứng thứ hai trong gia đình. Tính tình của bà từ hòa hiếu thuận, thích sống đơn giản, đặc biệt là ý chí kiên định. Năm 1979, bà kết hôn với ông Lê Văn Lượm, người cùng bản xứ, là công chức nhà nước. Hai ông bà không có con. Đến năm 2004, ông bạn đường ra đi. Trong lúc làm tuần thất cho chồng, chư vị đồng đạo đến cầu nguyện, an ủi và giảng giải về lý nhân quả, lý vô thường của Phật dạy. Cuối cùng giới thiệu về pháp môn tịnh độ, dùng tín nguyện hành, một đời sẽ ra khỏi sinh tử luân hồi, vĩnh viễn thoát ly bể khổ. Nghe xong, bà tỉnh ngộ, dời bớt đau buồn, liền phát tâm trường chay, sớm chiều lễ bái, niệm Phật làm lành, cầu sanh cực lạc. Người em trai thứ ba của bà tên là Nguyễn Tấn Phương, nhà ở cách đó khoảng 4 cây số. Ông cũng thường xuyên tới lui thăm viếng chị mình. Ông cũng trường chay tu hành. Thấy chị đã lớn tuổi, lại đơn chiếc nên đề nghị: anh hai mất rồi, chị ở đây vắng vẻ quá, thôi hãy sang bán nhà cửa về sống chung với gia đình em. Tháng 7 năm 2006, bà thu dọn xong xuôi rồi về ở nhà người em trai. Công khóa thường nhật, bà vẫn duy trì đều hai thời lễ niệm sáng tối. Năm 2008, bà đến An Hòa Từ ở Phú Tân, tham gia công quả ở tổ Mai Áo Tràng. Sau đó đến cộng tu và công quả tại đạo tràng của cô Huệ Nương. Tháng 2 năm 2011, bà phát bệnh, đến thành phố Long Xuyên. Bác sĩ chẩn đoán là khối u đại tràng. Nhập viện 2 tuần rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây bác sĩ xử lý bằng cách phẫu thuật đưa hạ môn ra ngoài. Thời gian nằm viện là 16 ngày. Khi xuất viện, bác sĩ hẹn 1 tháng sau tái khám. Đúng hẹn, bà trở lại bệnh viện Chợ Rẫy. Ở được 3 ngày, bác sĩ khám nghiệm xong cho biết là bệnh đã di căn nên đề nghị xạ trị. Bà bèn nói với chú ba: tưởng lên đây có phần thay đổi tốt hơn thì có thể trị. Bây giờ bệnh của chị đã di căn rồi, thôi miễn đi. Chị làm chi cho tốn tiền em út? Tại vì chị thấy biết bao nhiêu người xạ trị thời gian ngắn rồi cũng chết chứ không có hết. Cho nên để số tiền đó sau này chị mãn phần rồi lo hậu sự sẽ đỡ hơn. Nếu xạ trị cũng không sống được. Vì thế bà cương quyết đòi về. Em bà thấy vậy cũng tùy thuận, liền đưa bà về. Khi về nhà, sức khỏe bà hồi phục tương đối tốt nên bà tiếp tục đi làm công quả cho chùa ở Dàm Cống lắp dò. Được 7 tháng thì về chùa Huệ An gần chợ Mương Điểm ở thành phố Long Xuyên. Bà tự quy định mỗi ngày liên tục 15.000 câu Phật hiệu. Ngày nào lập công quả nhiều thì ban đêm phải thức niệm cho đủ số mới đi ngủ. Các buổi công phu của đại chúng bà không có tham dự. Sớm tối chỉ lễ Phật khoảng 15 phút rồi chuyên niệm Phật mà thôi. Cách thức niệm của bà là dùng 2 cái hộp đựng hột me. Hễ niệm xong một tràng 108 hạt thì nhặt một hộp me từ hộp bên này cho qua hộp bên kia, tới chừng nào đủ số mới đi nghỉ. Bà duy trì cách thức này cho đến khi qua đời. Bà tu ở đây khoảng hơn 1 năm. Đến tháng 2 năm 2013, bệnh tái phát. Bà trở về nhà. Lúc này bệnh hoành hành dữ dội và liên tục, nhưng bà vẫn một lòng niệm Phật. Đau nhiều chừng nào, bà niệm Phật nhiều chừng nấy, không hề rên than. Dù vậy, bà vẫn tự tắm giặt. Em bà khuyên để cho em cháu săn sóc, nhưng bà không cho. Nhiều lúc yếu, bà phải bò đi. Mấy người cháu thương cô lắm, thấy bà bò lết như vậy không chịu nổi mới xúm lại năn nỉ bà rằng: anh em tụi con hùng lại thừa khả năng để điều trị cho cô. Nghe nói bệnh viện Việt Mỹ trị những bệnh như cô hiệu quả cao lắm, và là chúng con đã chuẩn bị sẵn xe cộ hết rồi. Bà đáp: mấy đứa con thương cô thì cô rất mang ơn mấy con, nhưng mà bệnh của cô độ chắc không qua khỏi. Bây giờ chở đi tới trển thì cũng chết chứ không có hết, mà lên trển chết thì cô khó được giảng sanh. Nếu thương cô, tốt hơn mấy cháu nên để cho cô ở nhà chờ ngày ra đi, chứ cô quyết định không đi. Nghe qua, các cháu của bà rất cảm động. Từ đó trở đi không dám đề cập tới chuyện chữa trị nữa.
phần bà thì khẩn thiết trì niệm võng mãnh thêm hơn. Muốn cho Phật Di Đà lai giếng, trong lòng đừng dán tiếng Nam Mô. Có thật mời thì kẻ mới vô, không thèm gọi ai mà bước đến. Mong về Phật cõi phàm chớ mến, muốn nên tiên tách bến hồng trần. Phải quyết tâm chớ có ngại ngần, Quan Âm cứ xoay dần chẳng đợi. Chúng sanh ở trong miền hạ giới, khá trọn đường đi tới Tây Phương. Phủi hết rồi hết cảnh quan ương, và cũng dứt xong đường sanh tử. Nếu nghiệp ác không còn lo trữ, tức là không khỏi sự báo quan. Dày thế gian phải trả thế gian, đi đường Phật thì sang cõi Phật. Thế gian chịu khổ sầu chất nhất, cõi Phật thì khoái lạc vô biên. Ráng tu hành, ráng chưởng phước duyên, để sớm được trường miên bổn mạng. Dần già bệnh mỗi ngày một nặng, thấy bà đau nhiều. Ngày 19 tháng 3 năm 2013, chú Ba mới mời bà Hồ Điềm đến cầu an và cộng tu. Trong những ngày cầu an và cộng tu, chư đồng đạo đến khai thị và sách tấn về tịnh độ, giảng giải rõ ràng về nỗi thống khổ ở cõi ta bà và sự vui màu nhiệm nơi Tây Phương Cực Lạc. Từ đó, nguyện cầu sanh của bà càng khẩn thiết thêm hơn. Cứ niệm vài câu Phật hiệu là bà phát nguyện: nhờ ơn Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về Cực Lạc. Bà cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục. Cầu an và cộng tu đến ngày thứ 9 thì bà khỏe hẳn, cơn đau dường như tiêu tan mất hết. Bà đi tới đi lui trong nhà, có khi còn cầm chổi quét sân. Khoảng 2 tháng sau, bệnh đột nhiên tái phát, hành hạ bà dữ dội. Đêm mùng 9 tháng 4 năm 2013, đang nằm ngủ, chú Ba nghe tiếng bà niệm Phật rất lớn nên vào phòng hỏi: chị Hai bây giờ sao rồi chị? Bà trả lời: chị bây giờ đau lại rồi, mà thôi, đau thì đau, nhất thì nhất, mình niệm Phật thì cố gắng niệm. Chú Ba liền đề nghị: hay là em mời đồng đạo đến hộ niệm cho chị nghe. Bà đáp: chừng nào thuốc hả? Sáng ngày mùng 10 tháng 4 năm 2013, bà tự bò đi tắm. Chú Ba năn nỉ để cho em cháu bế hộ cho mà bà không chịu. Tới chiều thấy bà yếu nhiều, chú Ba nói: để em mời đồng đạo hộ niệm cho chị nghe. Bà vẫn trả lời như trước: chừng nào thuốc hả? Đến khuya đêm đó, chú Ba bỗng nghe tiếng bà niệm Phật vang dội. Ông liền cho vợ và các con hay đồng vào phòng ngồi hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm nho nhỏ theo mọi người. Trải qua khoảng 2 giờ sau, cơn đau từ từ dịu dần. Rồi bà liền nói: vừa qua chị nằm mơ, chị thấy một vị sư đắp y vàng, tay ôm bình bát đi đến hỏi chị có thuộc 48 lời nguyện của Đức Phật không. Chị mới trả lời: chỉ thuộc một hai điều thôi. Vị sư ấy lấy từ trong bình bát ra cho chị một quả trái cây. Chị nhận mà không biết là trái gì. Xong rồi vị sư ấy ra đi. Nghe xong, chú Ba bèn nói: chị thấy như vậy em cũng mừng cho chị. Điềm chim bao đó là điềm lành, biết đâu ân trên đã cảm ứng cho chị thấy điềm lành như vậy. Chị hãy cố gắng tin tưởng đấng thiêng liêng, tức là Đức Phật A-di-đà, cố gắng phát nguyện cầu sanh Tây Phương mạnh mẽ lên chị ơi. Bà đáp: lúc nào chị cũng phát nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc hết. Gia quyến tiếp tục hộ niệm. Tới hơn 4 giờ sáng, chú Ba liền điện thoại mời ban hộ niệm. Hay tin đồng đạo kéo đến, hộ niệm đến sáng thì thấy bà khỏe lại. Sáng hôm ấy, nhằm ngày 11, đúng ngày niệm Phật định kỳ hàng tháng của đạo tràng chú Út Sách ở gần đó, nên các bạn đồng tu cùng nhau đi tham dự, hẹn trưa sẽ trở về hộ niệm tiếp. Chỉ còn chú Hai Tuấn ở lại, ngồi trong phòng cùng với chú Ba hộ niệm cho bà. Trải qua 7 ngày ngưng ăn, hôm qua bà còn cố gắng gượng bò đi tắm được, nhưng hôm nay thì sức đã cạn kiệt hoàn toàn, mọi xoay trở đều nhờ người thân làm giúp. Lát sau, bà nói với chú Ba: bây giờ chị khỏe rồi, em mời cậu Hai đi uống nước đi. Hai người bèn ra ngoài. Sau khi uống nước và dùng cơm sáng xong, đồng đạo Hai Tuấn trở vào nói: em về nghe chị Hai, em có công chuyện, một chút em qua. Bà mở mắt ra nhìn, nhưng lặng thinh không đáp. Chú Ba đưa chú Hai ra tới cổng, vừa đi vừa trò chuyện qua lại. Tiễn khách xong, chú Ba quay trở vào. Thời gian mất khoảng 10 phút. Vào đến phòng thì bà đã đứt hơi. Lúc đó đúng 8 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm 2013, bà hưởng thọ 67 tuổi. Điều kỳ lạ là bình thường bà nằm đầu ở hướng đông, nhìn bức ảnh Đức Phật A-di-đà
treo trên vách phía tây. Khi mất thì bà tự xoay đầu trở về tây, hướng đầu vào hình Đức Phật và nằm nghiêng bên phải theo thế kiết tường rất đẹp. Một câu hỏi được đặt ra trong lòng mọi người là: vì sao trước đó 10 phút bà không đủ sức tự xoay trở để thay đổi tư thế, vậy mà khi từ giã cõi đời bà tự quay đầu và nằm nghiêng được? Đó mới là vấn đề khó hiểu theo quan niệm thường tình. Đồng đạo tiếp tục hộ niệm. Sau 8 tiếng đồng hồ khám nghiệm tử thi thì chân tay mềm mại, các nơi đều lành, duy còn đỉnh đầu ấm nóng, gương mặt vui tươi, sáng đẹp lạ thường. Thuật theo lời Nguyễn Tấn Phương, em ruột của bà. Nguyễn Thị Hai, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Hai sinh năm 1947, nguyên quán huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Bền, mẹ là cụ bà Lê Thị Tư. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Nguyễn Tấn Thành, sinh được một trai và một gái, cư ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Gia đình bà sống bằng nghề làm mướn. Theo tập tục cổ lệ, bà dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, sáng chiều cũng lễ Phật, niệm Phật, nhưng thời gian rất ngắn. Bà có đức tính hiền hòa, đối với lối xóm chưa hề cãi giả bích lòng một ai. Ngày 18 tháng 12 năm 2013, đột nhiên bà phát bệnh nặng, đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn. Hai ngày sau chuyển ra bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là khối u gan ác tính nên đề nghị gia đình làm thủ tục chuyển lên Sài Gòn. Nhưng gia đình nghèo khó, không đủ điều kiện chữa trị nên xin xuất viện nhằm ngày 23 tháng Chạp. Về nhà, bà liền phát tâm trường chay. Ông chồng cũng hưởng ứng ăn chay theo bà để hồi hướng cho vợ mình. Không bao lâu, đến ngày 16 tháng 2 năm 2014, bệnh tái phát dữ dội. Người thân đưa bà vào bệnh viện đa khoa Thoại Sơn. Ở đây được 6 ngày, bác sĩ khuyên ông chồng: "Thôi, chú đem cô về đi. Lên thành phố dù có chất rụng tóc hết mà sống được một năm rồi cũng chết hả? Hơn nữa chú không có khả năng, nghèo quá nên thôi đi." Về nhà, bà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông chồng luôn ở bên cạnh để đốc thúc bà cố gắng hành trì. Sau rằm tháng 3, bà nhờ chồng mời ban hộ niệm. Ngày 23 tháng 3 năm 2014, ban hộ niệm của Liên Hữu 6 phút đến cộng tu. Suốt một tháng rồi ngưng một tuần. Đợt sau đến cộng tu và hộ niệm thêm 10 ngày nữa thì bà mãn Phật. Những ngày mới cộng tu, có lần bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Thôi, niệm Phật đầy bụng rồi đừng có niệm nữa." Biết đây là quan gia trái chủ nên đồng đạo đã khai thị, hướng dẫn bà phóng sanh và sám hối, một lòng thành tâm khẩn thiết niệm Phật, nguyện sanh cực lạc. Sau đó thì không còn nghe nữa. Thân quyến của bà đi hốt thuốc nam và mua thuốc tàu cho bà uống, hầu giảm đi những cơn đau hành hạ. Nhưng đến ngày 2 tháng 5 năm 2014, khi người nhà xác thuốc bưng đến thì bà không chịu uống. Khi hỏi lý do thì bà trả lời: "Bây giờ không uống thuốc nữa, chỉ mong chết được giảng sanh mà thôi." Bởi thấy thuốc không còn tác dụng và không muốn bị phân tâm nên bà luôn quan hỷ chấp nhận trả nghiệp, càng đau thì càng niệm Phật, không hề rên than. Mắt bà luôn chăm chú hướng về tấm ảnh Đức Phật A Di Đà mà ban hộ niệm đã treo trên vách. Tay luôn lần chuỗi, miệng luôn nhép môi niệm Phật. Có khi niệm ra tiếng, chồng con luôn kề cận, hỗ trợ liên tục. Bởi vì bà đã quá chán ngán cõi trầm luân qua lời khai thị của cổ đức. Kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mộng mị, cứ nối nhau sanh thành, cứ nối nhau tiêu quỷ. Không phải là mới đây, mà đã từ vô thủy. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị. Thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một lý. Đen trắng khác mặt mày, vui buồn đồng tánh ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ, nào tha thiết ái ân, nào mong cầu danh vị. Kẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chưa mãn ý. Ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỵ. Nhưng bệnh tật khó lìa,
nhưng chết chóc khó tị. Ai cũng tốn công lao, ai cũng hao tâm trí. Thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phỉ. Định mạng của người đời xưa nay không sai gì. Người cũng nên tỉnh hồi, người cũng nên suy nghĩ, giải thoát kiếp vô thường. Kiếp này nguyện cõi Tây Phương trực chỉ, Đức Di Đà thọ ký mới là ưng. Cánh sen vàng đem thay cái nhục thân, kiếp sanh tử luân trầm không còn nữa. Đến ngày 9 tháng 5 năm 2014, nhận thấy thể trạng của bà đã cạn kiệt vì đã 2 tuần lễ ngưng ăn, nên ban hộ niệm tập trung toàn bộ lực lượng hộ niệm cho bà. Tới gần 5 giờ chiều, bà đang niệm Phật thảnh thoát theo đại chúng, bỗng dưng niệm đến chữ Đà thì dừng lại. Ai cũng ngỡ bà đã đi ngay lúc ấy, nhưng kéo dài hơn mấy mươi phút mà vẫn chưa dứt hơi. Ông chồng bèn đề nghị bà hộ niệm tạm ngưng, ra ngoài nghỉ một tí để cho cô con gái tắm rửa vệ sinh cho bà. Sau khi xong xuôi, mọi người trở vào tiếp tục hộ niệm, thì bà cũng chắp tay nhép môi niệm Phật theo mọi người. Khoảng 15 phút sau thì bà mỉm cười 2 lần rồi nhẹ nhàng giảng sanh, đúng vào lúc 5:30 ngày 9 tháng 5 năm 2014, bà hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc hộ niệm vẫn tiếp tục duy trì cho đến sáng hôm sau. Khi khám nghiệm, các khớp xương đều mềm mại, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp lạ thường. Thuật theo lời Nguyễn Tấn Thành, chồng của bà. Có 2 bạn đồng tu cảm kích, kính tặng bà vài dòng thi như sau. Chị hai mang bệnh ngặt nghèo, khối u ác tính nó đeo vào mình. Khốn thai hoàn cảnh gia đình, gạo tiền giới hạn, cảnh tình rất nguy. Sâu duyên, chị quy y Tam Bảo, nguyện trường chay, trực đáo Tây Phan. Đêm ngày Phật hiệu ngân gian, bệnh đau mặc kệ, thuốc thang chẳng mạt. Tháng 5 mùng 9 rõ ràng, chiều 5:30 nhẹ nhàng dứt hơi. Mỉm cười 2 lượt tuyệt vời, giả từ cõi thế về nơi liên đàng. Hồ niệm thêm chân tay mềm dịu, mặt đẹp xinh hơn lúc bình thường, dường như nhắn khách trần dương, tin sâu nguyện thiết Tây Phương có Phật. Phan Thị Là, 16 tuổi. Em Phan Thị Là sinh năm 1998, con của anh Phan Văn Điệp và chị Phan Kim Hoa, cư ngụ tại ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 2 anh chị sinh được 9 người con, 5 trai 4 gái. Em là đứng thứ 7 trong gia đình. 2 anh chị sinh sống bằng nghề làm mướn. Tính tình của em là rất hiền lành và rất hiếu thảo, lễ phép với ông bà, cha mẹ cùng những người lớn tuổi. Nói chuyện đều dạ thưa, đối với anh chị em thì kính trên nhường dưới. Cha mẹ tất bật lo làm lụng vất vả, lo cho các con miếng ăn tắm mặc. Em thấy vậy nên tranh thủ đi học xong về nhà đặng tiếp giúp gia đình, cho cha mẹ đỡ cơ cực phần nào. Khi tốt nghiệp bậc tiểu học xong, em theo học tại trường trung học cơ sở Định Mỹ, cách nhà em khoảng 2000 mét. Trong quá trình học tập, em đều đạt được thành tích là học sinh giỏi nhất lớp từ lớp 1 tới lớp 7. Cách học của em là vừa làm hay vừa đi đến trường, vừa học lầm thầm trong miệng. Có lần mẹ hỏi em, sao không thấy con học bài? Em trả lời, con thuộc rồi. Bởi cha mẹ đều trường chay, nên năm lên 7 tuổi, em phát tâm ăn chay theo. Điểm đặc biệt là em không bao giờ thích xem phim, xem tivi và đi chơi với bạn bè. Đến năm 13 tuổi thì em phát bệnh. Ngày 14 tháng 12 năm 2011, đi khám ở bệnh viện Thoại Sơn. Bác sĩ cho biết là em bị viêm cầu thận cấp, nằm viện ở đây 7 ngày. Gia đình không đủ kinh phí để điều trị, nhưng nhờ sự quan tâm của tập thể thầy cô, nhất là thầy hiệu trưởng và thầy hiệu phó, đã vận động tiền và còn viết bài viết gửi cho nhà báo An Giang và đài phát thanh An Giang về tấm gương vượt khó học giỏi mà đang lâm cơn bệnh nặng, không có tiền chữa trị. Khi nhà báo và đài phát thanh nhận được bài rất cảm động, liền cho phát thanh tin và đăng tin. Cũng nhờ đó mà các nhà mạnh thường quân khắp nơi, hội khuyến học huyện Thoại Sơn, hội khuyến học tỉnh An Giang được biết, đến tận gia đình thăm hỏi và ủng hộ. Do đó, em được chuyển ra bệnh viện đa khoa An Giang.
3 tháng sau, chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh ngày một tăng dần và chuyển sang thận hư mãn tính. Thông thường khi bệnh nặng thì nằm viện khoảng 1 tháng, khi nào bệnh ít thì tái khám xong rồi mang thuốc về. Suốt 2 năm như vậy, em đã nhập xuất viện hơn 20 lần và tổng chi phí trước sau là khoảng 130 triệu đồng. Trong suốt thời gian điều trị, em nghỉ học. Khi về tới nhà thì mượn bài vở của bạn mình chép lại. Vậy mà cuối năm, kỳ thi lớp 7 lên lớp 8, em đạt thành tích hạng nhất lớp và nhất khối, một thành tích mà không ai ngờ được. Do cân bệnh kéo dài và hành hạ thân xác mình, làm ảnh hưởng rất nhiều người về tinh thần lẫn vật chất, biết bao là lo lắng, biết bao là vất vả nhọc nhằn. Em cảm nhận sức khỏe là một tài sản quý báu nhất của đời người, nên em đã mơ ước khi lành bệnh sẽ cố gắng học hành để mai sau trở thành bác sĩ, hầu đền đáp những ân đức mà mình đã thọ nhận và xoa dịu bớt những khổ đau do bệnh tật đem lại của tất cả những ai có mặt trên hành tinh này. Vào tháng 11 năm 2013, bệnh đã chuyển sang giai đoạn nguy kịch. Y bác sĩ phát hiện em đang dùng chay nên đã đề nghị gia đình cho em ăn mặn, mong đạt hiệu quả cao trong quá trình điều trị. Ban đầu em không chịu, nhưng do cha mẹ và thầy giáo khuyên mãi nên sau đó em miễn cưỡng tạm dùng. Khi dần thức ăn về phòng, thường thì em chỉ ăn một vài miếng, còn bao nhiêu thì cho hết những em bé nằm bệnh chung phòng. Cũng trong thời gian này, anh của em đến chùa Hoằng Pháp thỉnh về quyển Niệm Phật Chỉ Nam đưa cho ba. Ba em xem sơ qua rồi ông đem lại trao cho em và nói: "Là ơi, ước mơ của con là ước mơ làm bác sĩ, mà ba thấy con bây giờ không có đủ thời gian để học làm bác sĩ. Thôi, con niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rộng độ chúng sanh, nó quý hơn 100.000 lần so với làm bác sĩ nữa." Em đón nhận và đọc liền một mạch đến phần trích dẫn Tịnh Độ Pháp Ngữ của đại sư U Khê. Thiện căn quá khứ bỗng nhiên khởi phát, gương mặt em tràn đầy hoan hỷ, tan biến mọi sầu đau. Từ đó em cứ tay thì lần chuỗi, miệng thì nhép môi niệm Phật luôn. Bác sĩ đến khám hỏi câu nào đúng thì em gật đầu, câu nào không đúng thì lắc đầu. Sau đó em khóc nói với ba mẹ rằng: "Thôi, ba mẹ xin bác sĩ cho con về đi, về nhà cầu an hộ niệm cho con đi. Chắc con không có thể nào còn cơ hội để đi học nữa rồi. Bác sĩ đã cho biết bệnh của con đã qua thận hư mãn tính giai đoạn cuối cùng, nặng lắm rồi. Con không có thời gian đi học nữa." Mẹ em hỏi: "Làm sao con biết?" Em đáp: "Con nghe bác sĩ nói nhỏ với nhau." Ba của em đồng ý, liền làm thủ tục xin ra về. Về đến nhà, em niệm Phật liên tục. Em còn nói với mẹ: "Nếu ai có lại hỏi thăm con, mẹ trả lời đi, đừng có hỏi con." Ngày 24 tháng 1 năm 2014, ban hộ niệm của Liên Hữu Tư xã Tư Găng đến cộng tu liên tục 7 đêm. Khi khởi sự, trưởng ban hộ niệm đã khai thị tóm tắt những điều trọng yếu của nguyên tắc giảng sanh. Cuối cùng tóm kết lại, khuyên em phải tuân thủ hai điều. Một là phát nguyện trường chay trở lại. Hai là niệm Phật phải chí tâm và cẩn thiết nguyện sanh về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nghe xong, em tin nhận và chấp thuận hai điều kiện đã đưa ra. Xong một tuần cộng tu thì tạm ngưng 10 ngày, nhằm ngày 11 tháng 2 năm 2014. Cũng hôm ấy, có thầy hiệu trưởng và hiệu phó đến thăm. Em cứ lần chuỗi nhấp môi niệm Phật, không thưa hỏi gì cả. Mẹ em sợ hai thầy buồn nên nhắc: "Hai thầy vô thăm con kìa, con." Em chỉ gật đầu. Thầy giáo nói: "Thôi thím Sáu ơi, tôi biết ý học trò tôi rồi, không sao đâu. Thím đừng có sợ, tôi không có buồn nó đâu. Nếu mà nó trả lời tôi thì nó sẽ đứt đoạn niệm Phật, nên để nó niệm Phật nhất tâm." Qua hôm sau, tức là ngày 12 tháng 2 năm 2014, cuộc hộ niệm tiếp tục trở lại. Đồng đạo tư xã đến khai thị và hỏi em: "Bữa nay chúa hỏi thiệt con nguyện như thế nào? Con nói cho chú mừng coi." Em đáp gọn lỏn: "Bây giờ ước mơ của con là con nguyện, nếu mà con có ra đi thì nhờ Đức Phật rước hồn con được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc." Khi ra ngoài, đồng đạo tư xã đã khen nhỏ với mẹ của em: "Tuy nó nhỏ tuổi mà tinh thần nó mạnh mẽ lắm đó chị." Sáng 5 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2014, em nói với mẹ: "Mẹ ơi, bữa nay con muốn uống sữa."
Lúc trước em ít uống lắm. Mẹ em pha cho em hơn nửa ly đem đến. Khi uống xong em nói: "Mẹ ơi, sữa bữa nay ngon quá. Thôi mẹ pha cho con một ly nữa đi." Mẹ em đáp: "Bào tử con không tốt. Thôi bây giờ con uống ít đi. Chút xíu mẹ pha cho con uống." Em nói: "Vậy hả mẹ? Thôi mẹ có nấu cháo không? Cho con ăn miếng cháo." Mẹ em múc được chén cháo đem lại. Ăn xong em nói: "Sao bữa nay mẹ làm cái gì con ăn cũng thấy ngon hết?" "Mẹ, bữa nay mẹ đừng có đi đâu hết nghe mẹ. Mẹ ở trọn ngày nay với con đi. Rồi đau đớn thế nào con cũng chịu đựng được hết. Mẹ ở đây với con vui lắm đó. Từ đó tới giờ con có hỗn ẩu lỗi lầm gì với mẹ, mẹ tha thứ cho con nghe mẹ." Gương mặt em hôm nay bỗng dưng thay đổi hẳn, hồng hào tươi tắn, không còn sưng như mấy bữa trước nữa. Nghe trong lời nói của con có cái gì đó làm chị linh cảm, dường như sắp sửa phải đến lúc phân ly. Thường khi thì chị ít nghĩ đến giờ phút ấy, hay đúng hơn là không dám nghĩ tới nó. Bởi tình cảm của một bà mẹ không bao giờ muốn con phải rời khỏi tầm tay mình, ra đi mà không ngày gặp lại. Em còn nói: "Mình nhiếp tâm niệm Phật tới 7 ngày mà mình không có vọng động, không nghĩ về cha mẹ, thế gian và chuyện gì quanh quẩn hết, thì Phật hiện thân đến rước mình về Tây Phương Cực Lạc đó mẹ." "Mẹ ơi, nếu con có gì thì mẹ đừng có khóc. Mẹ hứa với con đi, nếu con có gì mẹ niệm Phật cho con thì con yên tâm. Mẹ hứa với con đi." Câu này em nói tới 3 lần. Khi mẹ em hứa rồi thì em nói tiếp: "Con có gì thì mẹ niệm Phật cầu cho con giảng sanh, chứ đừng cầu hết bệnh. Cầu cho con hết bệnh con không chịu." Đến hơn 11 giờ trưa em nói: "Thôi, con nói chuyện với mẹ hồi sáng tới giờ, con không nói nữa. Bây giờ con niệm Phật đặng con ngủ nghe mẹ." "Con ngủ luôn à, mẹ niệm Phật tiếp con đi." Khi bà niệm, em cũng niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Đến câu thứ 5, mẹ em thấy vậy nên nói: "Con còn yếu quá à, con niệm ra tiếng thì mệt lắm. Thôi, con niệm thầm trong tâm đi, để mẹ niệm ra tiếng cho. Niệm trong tâm, Đức Phật cũng chứng mà. Con niệm Phật thì niệm trong tâm đi, rồi mẹ niệm tiếp cho." Em nói: "Vậy hả mẹ? Vậy con niệm thầm rồi con ngủ luôn nghe mẹ. Con không nói chuyện nữa, mẹ niệm tiếp cho con đi. Mẹ niệm theo điệu nhạc niệm Phật." Em nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi nhìn mẹ 2 lần như vậy. Kế đến em nằm nghiêng bên phải mà nhẹ nhàng thanh thản trút hơi thở cuối cùng. Lúc này đúng 12 giờ trưa, nhằm ngày 13 tháng 2 năm 2014. Hộ niệm thêm 16 giờ, khi khám nghiệm tử thi thì các khớp xương mềm mại, đánh đầu ấm trong khi mọi nơi đều lạnh, gương mặt hồng hào, đôi môi giống như thoa xoa. 7 tuần thất trôi qua, mẹ em vẫn còn day dứt, không biết con mình có được giảng sanh hay không mà không báo mộng cho mình biết gì hết trơn, để mình mừng. Tối lại, khi nằm mộng thấy em, thân tướng to lớn, cực kỳ đoan nghiêm, em nói rằng: "Con báo tin cho mẹ biết, đặng mẹ đừng có lo cho con đã về Tây Phương Cực Lạc rồi." Khi tỉnh giấc, niềm an lạc vô biên tràn ngập trọn cõi lòng chị. Từ đó trở đi, nỗi hoài nghi trong tâm của chị thảy đều bay biến hết. Thuật theo lời anh Phan Văn Điệp và chị Phan Kim Hoa. Qua câu chuyện trên, chúng ta nhận thấy đúng như lời khẳng định của cổ đức: chỉ một niệm một lòng đi tới, Phật Tây Phương sẽ gọi đến tên. Chốn liên trì sen báo nở lên, khi mãn kiếp ngồi trên chính phẩm.